chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số chín có ít hình bản đồ Việt Nam bảy một và bảy một bốn Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. À, chúng tôi có ở trên nền tảng của Facebook và YouTube để coi lại sau đó. Chúng tôi có ở trên trực tiếp 56.10 ở đài TV ở miền Nam California cũng như là ở trên Lido Sài Gòn TV. Com đang coi trực tiếp vào phút này à, rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ năm hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2022 và cũng là 14 âm lịch. Đây là một số những cái lần mà hiếm hoi lắm khi mà cái ngày dương lịch và ngày âm lịch nó giống nhau từ đầu tháng đến cuối tháng luôn. À. Đó, cho nên nếu mà quý vị nhìn thấy cái số ở trên như thế nào thì số ở dưới nó cũng giống nhau như vậy, 14 âm lịch và 14 dương lịch. À, ngày hôm nay thì trước tiên thì mình có những cái tin gì cần thông báo đến quý vị các thính giả. Ngọc Lan, Ngọc Lan nhận được một cái poster để cho biết rằng là vào ngày Chủ nhật này 17 tây tháng 4 sẽ có ngày gọi là hội ngộ giới trẻ. Đây là có lẽ là dành cho những người trẻ mà công giáo á, ngày hội, hội ngộ giới trẻ vào ngày Chủ nhật 4. 14, 17 tháng 4 năm 2022 từ lúc 2 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều À, cái nơi mà để tổ chức á, là trung tâm công giáo, à, trung tâm công giáo thì có lẽ là nhiều quý vị đã biết rồi, nó ở trên đường Century Boulevard. À, kỳ này á, giống như là càng ngày thì cái công nghệ nó càng thay đổi, à, thành ra là ở đây không có cái số điện thoại à, cũng như cái số mà để liên lạc, mà chỉ có ở đây có một cái một cái QR, uh, QR code. code. Những ai mà tham dự thì sẽ mình sẽ scan vào đây để mà mình reserve cái chỗ trước Giống như là mình ghi danh trước như vậy à, Xin nhắc lại đó là hội ngộ giới trẻ vào ngày Chủ nhật 17 tây tháng 4 tới đây à, Thì tham gia ở trong cái buổi này đó thì cũng có rất là nhiều người Mà nếu như là những ai mà sinh hoạt à, trong công giáo đó thì quý vị sẽ biết Uh, tham dự cái buổi này đó thì có là uh, có free uh, ăn tối với lại uh, free uh, bua bà Um quý vị có thể biết thêm cái thông tin, biết thêm chi tiết á là bình vào ở trong cái email, email cho uh, giới trẻ OC, giới trẻ đương nhiên là chữ viết không có dấu rồi, OC tức là Orange County rồi @gmail.com thì quý vị sẽ um, biết thêm những cái thông tin đó hay là quý vị có thể vào trong website uh, đó là cũng là giới trẻ oc.org Ngày hôm nay thì cái bản tin mà chúng tôi đưa đến quý vị vào sáng ngày hôm nay đó đó là đã bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. À, cái người này đó à, làm ở Bộ Ngoại giao và liên quan tới cái vấn đề là những chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam thời, thời, thời kỳ dịch à, Covid-19. Quý vị cũng nhớ là vào thời dịch Covid-19 thì rất là nhiều người Việt Nam ở nước ngoài bị kẹt lại và không có những cái chuyến bay để đưa những người này về Việt Nam. Thế thì sau đó có một cái chương trình gọi là giải cứu những người Việt bị kẹt ở nước ngoài muốn về Việt Nam. Những chuyến bay đó thường thường giá lúc bây giờ mình nghe là đã hết hồn rồi. 7.000 đô, 8.000 đô, mười mấy ngàn cũng Mười có mấy nữa. ngàn cũng có một vé đó để mà đi về Việt Nam. Có nhiều người đi ra nước ngoài à không có mang theo nhiều tiền nhiều khi đã bây giờ ngồi kể lại thì những người đó chẳng biết rằng là chúng tôi đã phải dùng hết tất cả những số, viền, số tiền chúng tôi có được à, chúng tôi còn phải bán cả nhà đi nữa để mà có tiền để đưa những người thân về việt nam trong cái chuyến bay giải cứu đó có những người nói rằng là à, dành dụng được một số tiền đi du lịch chơi không ngờ là sau đó là phải mượn tiền bạn bè để mà có tiền đi về việt nam với những cái số tiền kinh khủng luôn 7 hay là 8 ngàn hay mười mấy ngàn đồng một vé mà không phải có tiền là mua được Đúng Đó là có tiền rồi phải ghi tên, ghi tên rồi phải uh, bên uh, tổng lãnh sự uh, ở nước ngoài đó phải cho danh sách là những người này đã có ghế ngồi rồi có chuyến bay rồi thì mới được đi về còn những người nào mặc dù có tiền mà muốn mua vé cũng không được nữa thì cái sự liên hệ giữa những cái ghế ngồi trên máy bay đó ai được chọn để để được vào ngồi để khi mà đi về như vậy đó thì để đều phải qua tổng lãnh sự thờ đó mình thấy nghe nó cũng là lạ ha tại sao tổng lãnh sự lại có cái quyền mà xếp người ta vô máy bay trong khi đó gọi là chuyến bay giải cứu thì dĩ nhiên là người nào muốn đi về thì người ta mua vé để đi về nhưng mà cuối cùng bây giờ mới vỡ lẽ ra là cả một đường dây rất là đông người trong đó ngày hôm nay thì bắt luôn cả thứ trưởng Bộ ngoại giao ông Tô Anh Dũng này À, về cái việc là đưa hối lộ nhận hối lộ trong những chuyến bay giải cứu đó không thể nào mà cái chuyện mà chuyến bay giải cứu như vậy á nó chỉ liên quan đến một hai người à, từ 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 thì những người mà dính líu đến những vụ này đó sẽ lần lượt à, phải người ta gọi cái chữ là phải vào rọ thôi à, lúc mà xảy ra những cái vụ mà chuyến bay giải cứu khi mà mình thấy cái vé máy bay nó lên đến cái giá là ngất ngưỡng ngay cả khi mà cái tin này là tin mới nhất à, vừa mới được vn express cập nhật cách đây Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ mà thôi à, thì rất là nhiều người đã vào để đưa những cái lời à, nhận xét để cho thấy rằng là à, họ đã giống như là À, ăn cái tiền trên cái mồ hôi nước mắt của người dân vào cái thời điểm đó quá là khó khăn nhưng mà họ đã lợi dụng cái chức quyền của họ ở bộ ngoại giao người để đứng ra thay vì phải điều phối tất cả những cái chuyện đó à, những công dân không phải là chỉ từ mỹ về từ nhiều quốc gia nữa từ bên anh từ bên nhật từ rất là nhiều đều trở về việt nam thì lúc đó ai mà có con em nhất là những người có con em di du học nè những đứa nhỏ 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 cũng phải chi tiền ra làm sao rồi những người lớn à, lúc đó đó mình nhớ là trong các chương trình cà phê sáng khi đó có đề cập tới mà cũng có nhiều những khán giả đã uh, comment vô nói rằng là không uh, hề có chuyện đó uh, tôi đã đi trên những chuyến bay đó là như thế này thế khác và giống như là mình mình uh, Họ cho mình như là một cái sự là vu cáo vậy đó, không có những cái chuyện tiền đó, nhưng mà lúc đó đó rất là lạ một điều đó là khi mình hỏi, mình hỏi rất là nhiều người đã đi những chuyến bay này, hỏi cái số tiền họ phải chi ra như thế nào, họ đều né tránh hết là bởi vì giống như có một cái sự dặn dò trước rồi, họ không có được quyền nói những cái chuyện đó. Rồi cái đường dây đó nó cũng rất là bí ẩn. À, cái cái quan trọng đó là không có một cái chứng từ nào à, bằng cái văn bản rõ rệt để mà họ lưu lại được cái số tiền đó. Ví dụ như lúc đó trên giấy tờ thì cái vé bay từ Mỹ về Việt Nam khi đó đó cũng chỉ khoảng 2 ngàn mấy thôi. Đó là trên giấy tờ đưa. Nhưng mà cái tiền mà để có được cái vé đó đó nó cao đến gấp 3, gấp 4 lần. Thì lúc đó ai đã đi qua cái giai đoạn này đều biết hết. Thì chỉ cái bài này lên rất mới trong vòng một tiếng mà đã có trên 100 chỉ trên truyền tin ở trên VN Express thôi đã có trên 100 những cái cái lời bình luận của người ta ở trong đó có những người nói là ồ thời điểm đó tôi mua vé là 5 ngàn mấy rồi có người bên Nhật về tôi mua vé chỉ có một chiều như vậy là mấy chục triệu vân vân thì nhớ nó không thể nào nói được hết à, nghi Điều vọng đúng rằng đúng. là sau cái ông mà à, thứ trưởng ngoại giao tô anh dũng này thì sẽ còn nhiều người nữa tại vì nó là một cái sự chung chi chung chi thì nó mới sắp đặt được những cái đường dây như vậy. Tới hôm nay thì đã có bảy người bị bắt. đó yeah. à, Ngày 14 tháng 4 đó thì cơ quan an ninh à, điều tra của bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam à, để điều tra, khám xét chỗ ở, nơi làm việc về những cái tội như là đưa hối lộ, nhận hối lộ. À, Tô Anh Dũng sinh năm 1964 là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên à, sinh năm 81 là chuyên viên vụ trang bị thiết trang thiết bị và công trình của Bộ Y tế. Vũ Anh Tuấn sinh năm 79 là nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Bây giờ luôn luôn cả cái bộ, bộ xuất nhập cảnh nữa. Trước đó thì quý vị cũng đã nghe bắt ra uh, những người khác uh, thí dụ như là bà Nguyễn Thị Hương Lan là cục trưởng cục lãnh sự nè, rồi Bộ Ngoại giao, rồi Đỗ Hoàng Tùng là phó cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Lê Tuấn Anh là Tránh Văn phòng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Lưu Tuấn Dũng là phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. Đó là ngày hôm nay thêm 3 người cộng với lại 4 người trước đó là tất cả là 7 người bị bắt trong cái vụ này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ có thêm nhiều nữa, tại vì hôm hôm nay thì họ bắt thêm những cái người mà đầu sỏ đó. À, để mà điều tra thêm cái vụ này để mở rộng vụ án thì có thể rằng là sẽ có thêm nhiều tay chân uh, mắt xích hay là uh, chân rết này kia nó sẽ từ từ nó lòi ra. À, ngoài ông uh, thứ trưởng ngoại giao uh, Tô Anh Dũng đó bị bắt thì uh, ngày hôm nay đó uh, tin tức uh, Việt Nam cũng cho biết rằng là một uh, ông này tên là Phạm Văn Cung nhưng mà thật ra là một trụ uh, trì. trụ trì đó đã lừa gạt bốn người doanh nhân nhưng mà Bốn người doanh nhân này đều là phụ nữ, với cái số tiền lên đến à 3 triệu mấy đô la thì ngày hôm nay ông đã bị tuyên án là tù chung thân. À, tại sao mà ông có thể lừa được những doanh nhân đã nói những doanh nhân tức là người ta có cái cái có thể có cái khả năng làm ăn giỏi cái đầu óc suy tính thiệt hơn nhưng mà làm sao lại bị một à, ông trụ trì chùa lừa gạt cái số tiền lên đến cái mức mà kinh khủng như vậy? Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần quảng cáo.